Keep up with the small talk. Fast car with the brakes off. We don't need to see that far. Yeah. I see you're a hot thing. Thiết kế giáo Pep Lam kết hợp cùng với chân váy xếp ly cùng tông màu đen huyền thoại sẽ mang đến một vẻ ngoài thời trang và cuốn hút cho các quý cô. Phần thân trên của chúng ta, dáng áo Pep Lam này sẽ có chất liệu là sapphire cao cấp. Chất liệu này thì cực kỳ tự tin khi mang đến một vẻ ngoài này mềm mại nữ tính cho các quý cô và nâng niu làn da của chúng ta. Phần thân trên sẽ được điểm nhấn bằng một bông hoa bản to 3D được đính kết hoàn toàn thủ công, vô cùng tỉ mỉ. Mọi người nhìn gần thì sẽ thấy có sự điểm xuyết giữa chất liệu tơ ống đúng không nào? Hai màu sắc là màu đen và màu tím sẽ mang lại một vẻ ngoài cuốn hút và nổi bật cho chúng ta. Phần pep lam này sẽ lấy được vòng eo nhỏ nhất cho các quý cô và phần pep lam này còn góp phần để che giấu đi khuyết điểm vòng hai chưa được thon gọn của chúng ta nữa. Với dáng váy xếp ly này có chất liệu lưới cao cấp sẽ mang lại một vẻ ngoài sung rủ mềm mại và nữ tính cho các quý cô, cùng với kết hợp dáng áo pep lam sẽ là một sự lựa chọn hoàn hảo để chúng ta diện trong những buổi gặp gỡ quan trọng này, trong những buổi tiệc hay là ký kết hợp đồng chẳng hạn. Vậy thì Lan Anh nghĩ rằng sẽ không có một sự chối từ nào để các quý cô dinh ngay thiết kế này về cho mình đúng không nào? Mọi người có thể lựa chọn hai hình thức mua sắm. Khi mua hàng online thì các quý cô sẽ được kiểm tra hàng trước khi thanh toán và được miễn phí ship. Còn nếu muốn đến tận nơi để có thể nhìn ngắm và mix cùng các item khác đến từ thương hiệu nhà Melia thì xin mời các quý cô sẽ ghé thăm các showroom gần nhất của Melia trên toàn quốc nhé. Melia, mặc đẹp để thành công.